đây, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn lâu về kênh mình ha. Thì nay hàng mới về ơi, lâu hơi bữa trước mình chụp hình cho các bạn xem đó, thì nay về rồi nè. Bữa đợt mình chụp hình là ba đang bên Nhật, nay đường từng mấy hai tầng về rồi ha. Thì đây quay sơ sơ cho anh xem, đây con Hitachi nè, con này một ngựa, con này con Iwata nè, rất là đẹp luôn. Ủa phải Iwata không phải, Shiwa. Qua quay qua ta. Con này Ủa con này khô hay dầu, dầu chứ. Ủa con này đẹp long lanh luôn các bạn. Nè. Giờ nè. Quá trời con này đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo con Hitachi. Con này mới đẹp dữ nè. Con này thiếu đồ. Nhưng con này rất là đẹp. Alo nghe anh ơi. À mấy giờ 8 hết rồi anh ơi. Rồi. 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 Mới cậu xuống. Tiền mặt không? Tiền mặt hết rồi, qua hỏi anh hai á. Con Hitachi này. Con này hơi xấu. À nó dính thôi. Nó dính thôi các bạn ơi. Thấy chùi nó ra. 170 lít. Có con này xấu. Có con này như mới luôn. Wow. Con này khủng bố thiệt chứ. Như mới luôn các bạn. Nè. Quá dữ luôn. 11 kW. 1 kW là bao nhiêu người ta? Ủa con này nhiêu người? 15 người. Con này 15 người nè. À, con này quá trời đẹp luôn. Con 15 người này quá trời đẹp luôn. Hết hồn. Trời ơi con ơi, 15 người này đẹp lắm luôn các bạn. Con này là 260 lít. Ủa giống con anh Cường nắng quá vậy. Lớn rồi. Lớn rồi à. Ủa giống con anh nãy chứ. Con Hùng. Con Hùng của mừng rồi à. Quá trời con này đẹp luôn anh em ơi. Gom con dây này ra coi. Hàng mới về hôm các bạn. Hôm nay giờ mới cẩu về. Anh em thấy nè, con này 30 ngựa nè, ố 15 ngựa này đẹp nè. Đẹp mà nước sơn zin đó nha, chứ không phải là sơn lại nha. Đẹp nước sơn zin đó anh em. Quá trời đã luôn. À, bình mấy gài anh em ơi. Đây thêm con Hitachi nhỏ nè. Con này một ngựa nữa nè. Con này cũng rất là đẹp luôn. Một ngựa. Con này đắt 2011 luôn anh em. Con này bình 38 lít. Xíu. Xíu xíu. Trời ơi, có đồng hồ giờ luôn nè anh em. Wow. Con này chắc đời cũng kinh khủng cao luôn á. Có đồng hồ giờ luôn nè. 1527 giờ. Đó, anh em thấy không? Cái con này có đồng hồ giờ luôn nè. Đề cao. Nhưng con này mất tiêu gạt te rồi. Gạt te dễ, gò gạt te lại thôi chứ không gì. Con Iwata cũng rất là đẹp. Iwata này chắc mấy nhiêu lít ta? Iwata một ngựa luôn. Đó. Đó. Anh em nào thích nguyên lô này liên hệ mình sang nguyên lô luôn anh em. Khỏi cần suy nghĩ nhiều, khỏi làm gì hết, mới về sạc. Ha. Trong đây có con này cực đẹp, cực phẩm luôn.
đó nguyên lô. Anh em nào thích thì sang ngang luôn ha, khỏi cần suy nghĩ. Thích thì nguyên lô này luôn ha. Còn không thì từ từ mình làm thêm một cái con mở ra coi anh Tài. Ôi ri, con này con máy khô à? Con này cái đầu không à? Gắn motor vô, chưa có motor. Trăm bảy kw này nè, thì chỉ có cái thùng không chứ đâu có gì đâu, cái thùng vậy thôi à. Rồi ok, anh em nào thích cái lô này liên hệ mình ha, số điện thoại để lên video nha, anh em xem nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.